Trà My xin chào quý bà con ạ. Tiếp tục thì Trà My sẽ giới thiệu cho quý vị một siêu phẩm mà dạo gần đây đã tạo nên cơn sốt rất lớn tại nhà vườn Khánh Võ luôn. Hầu như khách bên em, khách nào tới thấy cái cây này cũng chọn hết đó quý vị. Và đó chính là hồng sô-cô-la quý vị ạ. Lúc nãy Trà My đi từ phía dưới lên trên, cây nào cũng trái chi chít, ra lá xum xuê màu xanh rất là tươi tốt. Và cây này đang trong cái giai đoạn chuẩn bị thu hoạch, quý vị có thể thu hoạch từ tháng 6 cho đến tháng 12. Một cái cây như vậy, quý vị thấy kích thước của nó chiều cao tổng thể tầm khoảng là 1,5m cho tới 2m, ra lá xum xuê luôn, tán rất là đều, xòe rất là đẹp nè. Vanh gốc thì Trà My thấy là tầm khoảng 20cm thôi. Đây, mọc rất là tươi tốt luôn và đang được vào chậu sẵn rồi. Nhà em thì lúc nào cũng vào chậu sẵn và đất thì rất là tươi xốp nè. Quý vị thấy ha, dáng cây rất là đẹp xòe ra như thế này nè. Cái cây này mà quý vị trồng để trong khuôn viên nhà mình nè, quý vị trồng khu vực sân vườn nè, hay là mình làm cây ăn trái á, nó cũng cho ra hiệu quả rất là tốt. Có khách feedback với nhà em á là một cây như vậy là thu hoạch hơn 100 trái luôn. Rồi, quá hấp dẫn luôn ha quý vị. Cái trái này quý vị quan sát nè. Đó, cái lớp vỏ bên ngoài á là nó đang còn màu xanh, là tại vì trái này là chưa có chín tới nha quý vị. Mình trồng thêm một khoảng thời gian, mình chăm sóc chu đáo ha, mình bón phân đầy đủ á, thì quý vị sẽ thấy cái lớp ở bên ngoài nó sẽ bắt đầu từ từ chuyển sang màu vàng. Và đặc biệt á là cái ruột bên trong sẽ có màu nâu đen sô-cô-la, giống như là sô-cô-la vậy đó. Cho nên đó là lý do vì sao cái cây hồng này nó có tên là hồng sô-cô-la quý vị. Và cho ra trái rất là nhiều xum xuê luôn quý vị thấy. Một cái cây nhỏ nhỏ như vậy mà trái nó tùm như thế này rồi. Lá thì là lá thu màu xanh quý vị ha, và rất là dễ trồng. Cây này xuất xứ của nó là từ Mexico, nhưng mà rất là phù hợp với thời tiết, với khí hậu của Việt Nam của mình. Đặc biệt là trồng cho cả ba miền Bắc Trung Nam luôn, cực kỳ dễ chăm luôn quý vị, và không có hiện tượng rụng lá. Cây này như nhà em là nên để trong chậu nè, đang để trong chậu như thế này. Khi mà nhà em giao cho nhà mình á, thì quý vị có thể để nguyên chậu như vậy, hoặc là mình trồng xuống đất cũng được. Thì cái chậu nó nhỏ nhỏ xinh xinh như vậy, cái dáng cây nó cũng rất là vừa phải, thì quý vị có thể để trên ban công nè, sân thượng nè, hay là mình trồng trong sân vườn nhà mình đều rất là tốt luôn quý vị ha. Thì ngoài ra nhà em còn có nhiều kích thước khác nhau nữa, cây cao hơn tầm 2m, 3m cũng có, hoặc là những cái cây nhỏ hơn tầm 60 cho tới 80cm nhà em cũng có luôn. Quý vị hoàn toàn yên tâm, và giao hàng là tận nơi trên toàn quốc luôn ạ. Và bên em cũng có kỹ sư nông nghiệp để hỗ trợ cho mình trong quá trình chăm sóc á, cho nên là quý vị yên tâm ha. Và ngay bây giờ mình hãy gọi điện qua số hotline của nhà vườn Khánh Võ quý vị ha, 092 848 7777, hoặc là quý vị có thể đến với 15 đường Song Hành quận 12 để mình có thể tham quan nè, cũng như là mình trải nghiệm rồi mình rinh cái cây này đem về luôn. Hotline 092 848 7777, tư vấn chụp hình cây thật tại vườn, địa chỉ vườn số 15 đường Song Hành, phường Tân Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, cách ngã tư An Sương 100m. Website nhà vườn khánh võ.com.